Rồi, hello mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ha. Mình cũng mới đi về luôn, mới ăn cơm xong. Giờ tiếp tục các bạn ngồi. Hôm nay là tiếp tục bài số 11 nha mọi người. File server resource manager. Đấy, mình lấy cái mô hình lên cả. Rồi. Bài này thì mình sử dụng một máy ha mọi người, máy SV1 standalone server nha, chưa có lên DC ha. Bài này mình làm gì file server thì máy SV1 ha. IP là 211 ha. Rồi kết nối trực tiếp qua internet luôn ha. Mô hình đơn giản. Thì mục đích của cái bài này á, như cái tựa ha, file server, chủ yếu là file server ha mọi người. À, hướng dẫn cách cài đặt ha, cấu hình file server resource manager thì bao gồm còn có hai hai mục chính, như là cấu hình quota management ha, để quy định dung lượng lưu trữ tối đa cho các thư mục của user á. Rồi cái thứ hai là cấu hình file screening ha, để cấm lưu dữ liệu vào hoặc tên file, đuôi mở rộng của file. Rồi, ví dụ là mình thư mục của server, của user trên server đó, mình chỉ cho lưu file Word, Excel rồi ha. Rồi cái file bitmap hay file video hay là mấy cái file .se gì đó, mình hạn chế không cho user nó lưu vào ha. Vì lý do bảo mật ha mọi người. Rồi. Sơ đồ là vậy ha, đơn giản không có gì. Ôi, mình tắt cái này luôn nha. Rồi, giờ mình sẽ mở Hyper-V lên. Rồi, đây mình lấy con SV1 ha. Revert lại. Mình revert cho chắc ăn. Tại như khi cái lab trước á, mình sử dụng qua rồi, nó không còn đúng nữa. Rồi, mình start với nhau mọi người. Rồi, cứ để cho nó tạt đây, nhanh lắm. Con này thì tạt rất là nhanh. Rồi nó xong rồi đó. Rồi để mình note lại cho mọi người một chút nha. Ai à, mệt quá. Đây, mình có những cái như tạo ha. Cái một bước đầu tiên á là cài đặt ha. Cài đặt file server. Cài đặt file server resource manager ha mọi người. Cài đặt file server resource manager. Lâu lâu gõ xong rồi kiểm tra lại, nhiều khi gõ sai chính tả nữa. Rồi mình bắt đầu nha mọi người. Rồi, con server lên ha, log on. Administrator. Rồi, mình chọn Manager ha, add-on và feature. Right before you begin, next tới. Rồi, run bay ha, next tới. Rồi đúng server ha, SV1 ha, 211 net. Rồi, tại cái cửa sổ này ha mọi người. Chỗ File and Store Service nè ha. Mình bung nó ra.
Rồi. Mình chọn File Server Resource Manager ha. Rồi, mình next ha mọi người. Rồi, next tiếp tục ha. Rồi, install. Rồi, mình đã cài xong File Server Resource Management ha mọi người. Manager chứ, lộn. Rồi, mình đóng lại luôn ha. Rồi, thông báo xong ha. Thu nhỏ nó lại. Rồi, trong đây mình tạo một cái File Server ha. Data. Rồi, trong đây mình có hai thư mục kế toán đi. Rồi, kinh doanh. Rồi mình share nó ra cho mọi người, tiến hành share nó ra ha, sharing. Rồi permission mình cho full control đi ha. Ok, rồi coi như mình đã hoàn tất cái bài cấu hình file server ha, với lại cài file server resource manager. Rồi bước số 2 ha, cấu hình. Sau khi mình cài xong rồi, bây giờ mình sẽ cấu hình quota manager management. Hai cấu hình quota ha mọi người, hạn ngạch á, cho phép lưu trữ bao nhiêu ha, nó gọi là quota. Rồi tiếp tục thôi. Rồi trong file server manager ha mọi người, bool mình kiếm file server resource ha, đây có này, file server resource manager. Rồi mình vô một quota ha, đây chỗ quota nè, phải chuột ha, chọn create quota đường dẫn. Rồi, trong cái quota này thì mình sẽ chỏ đến cái đường dẫn thư mục nào mình muốn thiết lập ha mọi người. Data của mình nãy nè, mình set cho thư mục kế toán ha. Ok. Rồi, ở đây hay gì nó mặc định giới hạn limit ha. Đây nó có nhiều lắm, thôi đây mình chọn custom ha. Rồi đây mình giới hạn cho nó 2GB thôi, 2GB 20 2GB vậy đó, đọc sao nó đọc. Đây nó có hai mục nữa, hard quota và short quota ha. Hard quota là giống như không cho phép user vượt định mất ha, 2GB. Còn dưới shop quota là cho phép user dự kiến mất, nhưng mà chứ nó sẽ quên in đó, nó sẽ quên in, nó cảnh báo á. Rồi ok hả mọi người, mình làm khá là chậm chãi luôn. Ok rồi, mình bấm create ha.
Rồi, ở đây mình bấm sell ha. Without template. Ok. Rồi, kiểm tra ha. Mình có một cái quota ha, cho kế toán ha. Limit 2 git ha. Loại quota là hard quota. Rồi, mình có hình xong cái quota ha mọi người. Rồi, bước 3. Cấu hình file screening ha. Đó, file screening. Cái tên nó cũng nói lên tất cả rồi. File screening. Mục đích là để giới hạn ha, chỉ cho phép những cái file nào mình cho phép thôi. Ví dụ Word, file chấm doc nè, file chấm xls ha, Word, Excel, PPT ha, PowerPoint rồi đó. Còn những cái file mà như JPEG hay là AVI, MP3, MP4 chẳng hạn thì mình không cho lưu ha. Để tránh trường hợp user nó lưu tùm lum lên server ha. Chưa kể một lưu một số file SE nữa ha, file thực thi nữa. Rồi, mình quay lại cửa sổ cấu hình ha mọi người. Rồi, trong cái file Running Management ha. Mình boom ra ha. Mình vô cái một file group nè. Nó liệt kê nè. Audio nè ha. Backup nè, compress nè, email nè ha. File thực thi, batch, CMD, com, SE ha, vân vân ha. Ở đây mình sẽ quy định luôn. Mình tự tạo luôn. Mình phải chuột file group ha. Mình create một cái. Mình tạo một cái riêng cho mình ha. Rồi, ví dụ như mình tạo một cái file ha, SOS ha, nguy hiểm cảnh báo là gì đó. Rồi. Ở đây mình cho ví dụ như sao nè, chấm VBS nè. Ok ha. sao.com. Rồi. sao.ase. .com.bat. gì đó. Thậm chí sao.bat luôn ha, mấy cái file thực thi chứa virus đó mọi người. Rồi, bấm ok ha. Đó, mình được định nghĩa của mình ha. File SOS này là mình định nghĩa của mình. Còn cái này là template. Rồi, vô file ring ha mọi người. Mình giờ mình tạo nè, nãy mình mới cái tạo cái template thôi nha. Rồi, phải chuột create file string ha. Rồi, ở đây mình sẽ chỏ đến cái đường dẫn của cái thư mục data nè. Lúc nãy thì mình làm kế toán rồi ha, bây giờ mình làm kinh doanh. Rồi, kinh doanh tránh cho nó lưu những cái file file kia ha mọi người, file file thực thi ha. Không cho nó lưu. Rồi, chọn định nghĩa đây ha. Chọn custom. Đó, mọi người thấy ở đây nó có cái của mình đó, file SOS của mình quy định đó. Rồi, chọn file của mình ha. Ok. Rồi, xong ha, mình bấm create cho nó tạo. Rồi, tiếp theo mình chọn sell the custom file without ha. Ok. Đây mọi người thấy không? Có ha. File group nè. Block ha mọi người. Có một số cái file mình quy định đó. Rồi, nãy giờ là mình cấu hình cho như là một cái file server đơn giản ha. Mình cho phòng kế toán với lại phòng kinh doanh. Thì phòng kế toán là mình sẽ giới hạn cái quota cho nó 2GB ha. Phòng kinh doanh thì mình cấm nó lưu những cái file SE, com, bat đâu ạ.
Rồi. Rồi ở đây để mình test ha mọi người. Xong rồi ha. Phần 4 ha. Nãy giờ có cái tin nhắn mới xem. Rồi, sau khi mình xây dựng xong cái file server ha thì mình kiểm tra thôi. Kiểm tra quota là cha quota management ha. Và file screening. Đó. Giờ mình sẽ kiểm tra ha mọi người. Thì lúc nãy là mình đã quy định rồi ha. Đây. Kế toán thì chỉ chưa được phép chép file giới hạn là 2GB ha. Kinh doanh thì không được phép file SE.com đâu ha. Rồi. Thì thay vì mình sử dụng thêm một cái máy nữa ha, mình test. Thì ở đây mình sử dụng cái máy cái host luôn ha, cái máy thật của mình đó. Máy vật lý đó ha. Tại vì máy vật lý mình nó có sẵn những cái file kia ha. Rồi để mình mở cái thư mục software lên đây, kiếm cái file test. Rồi ở đây mình show ra đi. Mình xem cái đuôi file ha. Đây mình có cái file SE rồi nè. Đồng thời mình có cái file ISO đã cài Windows nè. File này là lớn hơn 2GB ha. Rồi cái file Firefox nữa nè. Rồi ok quá ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xịt xịt vô máy SV1 đúng không mọi người. Rồi vô data nè. Kế toán nè. Rồi mình thu nhỏ cái này nhỏ nó cho mọi người dễ xem nha. Đây. Kế toán ha. Rồi bây giờ mình copy một cái file lớn hơn 2GB thử nha. Rồi nó có báo không nha. Rồi cái file ISO nè. File setup Windows đó. Rồi mình copy qua ha. Rồi nó có la làng gì không. Rồi mọi người thấy ha. Không đủ không gian trên kế toán ha. Là coi như là file này nó lớn quá, 4GB rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục thử cái kinh doanh. Đây khoan kế toán đi ha. Hồi nãy mình đã thử file lớn 2GB, giờ mình thử cái file nhẹ ha. Như là ví dụ như cái file key này. Rồi mình copy đi, thử cho nó nhẹ. Ok không? Rồi ok ha. Thử cái file Firefox install nè. Đây, ok ha mọi người. Trong kế toán này thì chỉ cho phép file nhỏ hơn 2GB ha, đồng thời nó không có cấm cái file SD. Rồi, giờ mình sẽ quay ra ha. Mình thử được một kinh doanh ha. Thì kinh doanh là mình cấm những cái file SE nha. .com rồi ha. Rồi mình thử file SE nè. Cái này hồi nãy mình copy qua bên kế toán được nè, giờ kinh doanh nè. Đây mọi người thấy ha. Không được. File SE nó không cho ha. Giờ mình thử một cái file .txt nè. Rồi ok ha. Mình thử thêm một file SE nữa nè. Không cho. Rồi mình thử một cái file hình nè. Rồi ok ha. Rồi mình đóng cái này lại. Rồi mình quay lại server nha. Đây một data ha mọi người. Kế toán nè ha. Chép được những cái file SE nè. File dưới hơn 2GB nè. Kinh doanh nè ha. File SE là không được ha. Rồi hôm nay mình đã trình bày với mọi người xong về cái phần file server resource manager ha. Thì nó có những cái mục đích chính đó ha. Bốn cái ha, cài đặt nè. File server nè, cấu hình COSA nè, giới hạn ha, cấu hình file rename, rồi kiểm tra. Rồi. Xong ha mọi người.
Hẹn gặp mọi người vào video clip tiếp theo ha. Rồi, xin chào mọi người nha.